đấy. Mới đẻ hôm qua xong rồi. Và bị cái này. Gặp bác sĩ này đẻ hết. Rồi. Bây giờ là bác sĩ Hùng Huy ở Đạo Đức nhá. Bác nào mà có bò đẻ hoặc bò có vấn đề gì cứ điện trực tiếp cho bác. Đây. Dàn ba bê gây lái nó khủng khiếp luôn nhá. Toàn hàng đẹp. Đây. Con anh rút riêng vào trong này này. Con mới đẻ. Đây. Bò mẹ này. Đấy. Toàn hàng lái gọi là siêu VIP. Con này là mới đẻ hôm qua xong đây. Đây. Mới đẻ tối hôm qua nhá. Đây, những con bò lái này. Dạ thôi đấy. Thôi được rồi. Đây. Ê, đi. Đi con. Ê. Đấy. Đấy, các bác cứ bảo là ba bê không đẻ được đây, đẻ từng con một nhá. Nhưng mà em chia sẻ thử cái đàn bò này em thấy nó đẻ nó có như nào? Lúc em làm thú y chuyên môn của bác ấy. Chúng là bò thì đẻ cũng không có gì là khó khăn lắm đâu. Rồi. Bà con cứ nuôi cứ theo hướng dẫn của bác sĩ, của những người bán tinh, người khác chỉ cho cách chăm sóc làm sao cho nó hợp lý nhất để đẻ nó tốt nhất. Rồi. Người dân cứ không cần phải chăm sóc tốt quá, cứ làm sao sẽ đẻ ra chăm thật tốt mà sao nó khăn nhanh đi được, con nó tốt đẹp. Rồi. Thời kỳ nào thì mình nên chăm sóc tốt và thời kỳ nào thì không nên? Từ khi đẻ ra đến lúc lấy giống được rồi là cứ tầm 5 tháng bác chăm thoải mái. Rồi. Đến tháng thứ 6 đầu đi bác chăm chủ yếu là ăn dơm ăn cỏ, đi vận động nhiều, uống nước nhiều, ăn bò xong là dễ đẻ. Rồi. Nói chung là nó vẫn đẻ như bò kia đúng không? Có những trường hợp nó khó quá thì cần thiết phải can thiệp mổ đẻ, nhưng thực ra trường hợp này nó ít. Thường thường là tự đúng không? Thường thường là mình hỗ trợ một chút. Hỗ trợ nó lôi nó ra là đỡ vất. Con nào nó bần cùng lắm mới phải mổ đẻ. Cái mổ đẻ đấy thì mình có thể can thiệp được. Gần như là ít đúng không? Gần như là ít. Còn đây con này đây. Con này rất dễ đẻ. Con này được 14 ngày bò tầm 70 cân hơi. Hôm đẻ 80 cân hơi. À. 14 ngày mà 7-80 cân hơi mà con nhìn thấy không? Con rất đẻ bình thường. Nhưng mà thực ra là cơ bản là chọn những con lái nó phải chuẩn. Con lái này nó thật sự là cũng ít có đấy. Bác này bác chịu đầu tư mua những con bò lái nó phải tương đối một chút. Đấy. À, toàn hàng đẹp đẳng cấp này. Nhưng mà anh bé anh nuôi như này là anh đi chăn hàng ngày hay là thế nào đây? Chăn mà chăn thả. Cũng chăn thả gì? Về nhà vẫn chăn cám bình thường. Đấy. Con này là gần đẻ đúng không? Con này 2 3 đứa đẻ. Hôm nào đẻ con này alo cho em nhá. Hôm qua không mà gọi em cái bảo là đêm mai em gọi. Vấn đề gì? Mẹ bảo kéo cũng là bò ơi, khỏe đấy, lên vì con này đây. Con này biết con này là hôm qua ngủ dậy thấy bò con nè. Con mẹ nó con nào? Con trắng nè. Con to nhất đấy à? Đâu. Nhưng mà con đây con này hôm qua đẻ đây gì? Đêm ngủ dậy thấy bò đấy. Bò đẻ ra cứ bình quân là tầm 45 47 cân. Bò mẹ lồng 2 đến 45 cân. Nhìn bò sữa kinh khủng nhỉ. À, như bò sữa luôn. Mới đẻ tối qua đấy. Ngủ dậy ông chủ ngủ quên dậy thấy bò con. Đấy cứ bảo là thôi, bò mới đẻ hôm qua đây, ông chủ rốt riêng đây. Ngủ dậy thấy bò con này. Tầm 45 cân. Đấy. Nó 30. Con này 80 cân chả hết. Rồi, tầm độ 65 cân hết nào được. 65 70 cân. Mở rồi đấy. 14 ngày. 14 ngày tầm độ 80 cân. Con mẹ là con kia như nào?
À, con mẹ bé nhất đấy. Đấy mà áo khuyết thì con này là gần đẻ đúng không? Bỏ lại. Nhìn những con bỏ lại khủng khiếp, thích thật đấy. Đây bên trong có mất mười mấy ngày này, hai con này tao kia lại bên trong mười mấy ngày. Thế này thường thường mỗi con bê anh xuất ra bán thường thường là bao tiền một con bình quân? Không, ví dụ như em đang tính cái mức bình quân độ 6 tháng. 7 tháng thì phải ra tầm 38 triệu. 38 triệu một con. 38 triệu một con. Dao động từ 30 đúng không? Bình quân 35 triệu một con và được lấy 100. À, đấy là nếu là bộ đực đúng không? Một cái đấy là 26 hay 7. Thế đàn này tất cả là 7 con nhỉ? 6 con hay 7? Tưởng ạ. 3 con đẻ, 3 con chửa. À 3 con chửa gì? 3 con chửa bị đẻ. Trước em tưởng nhanh là 7 con mà. Còn một con cho đi công tác. À. 6 con mổ lái này, tính bình quân bác bán nếu bê đực bình quân là tầm 35 triệu một con. Nuôi 6 tháng. Đấy. Chắc chắn là hơn hẳn bò lai sim nha các bác nhé. Này. Đấy. Hoàn hàng đẹp nha các bác nhé. Các bác nuôi bò 3B yên tâm. Mình cần học hỏi kinh nghiệm một chút về cách chăn nuôi. Đấy. Hàng quá đẳng cấp luôn. Đàn bò lái nhà anh bé đấy nhá. Nói thật sự bác nào mà ở gần khu vực Bình Xuyên thì muốn tham khảo thì hãy đến trực tiếp nhà anh bé, anh sẽ hướng dẫn cụ thể. Đây các bác này, nhìn con bò mới đẻ, nhìn hốt không, lầm như mũ cối luôn, nói bằng mũ cối còn bé. Nói thật cái lầm này nó khác gì gọi là cái thùng. Đúng không? Con này là mới đẻ hôm qua đây đúng không? Bò kinh khủng ấy. Mới đẻ ngủ dậy thấy bò con đấy các bác ạ. Quá đẹp luôn, toàn bò lái khủng nhá. Đấy các bác nuôi bò lái 3B các bác nên đầu tư mua hẳn những con đại ca như này. Chắc chắn 100% là rất là dễ đẻ luôn, vì là khung tảng nó to rồi các thứ nó sẽ đẻ chuẩn hơn. Đấy. Dàn bò lái này nó thật sự là các bác mà ai mà chăn những bò lái 3B như này chắc chắn một câu là sẽ rất là thích luôn, vì dòng này dễ chăm sóc hay ăn. Đây, con này là mới đẻ này. Được 14 ngày này, còn hai con này là có chửa 9 tháng hết này, hai con này, này. Bò này thực sự các bác đã gầy lái như thế này rồi các bác là rất là thích nuôi luôn, không bao giờ muốn bán luôn. Hàng quá đẹp luôn. Đây, anh mỗi năm anh làm mấy trăm triệu rồi. 6 3 18 200 trừ chi phí độ này bê rốt riêng nha. Đấy, bác nào cần tham khảo kiến thức chăn nuôi thì nếu ở gần khu vực này thì hãy đến gặp nhà anh bé nhé. Chào các bác.